Chào các bạn. À, trong cái bài hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về scroll view nhưng mà lần này mình sẽ à, làm việc với scroll view kiểu ngang. Đấy, giống như khi các bạn mở một quyển sách. À, trong cái ví dụ vừa rồi. Đấy thì à, bây giờ chúng ta sẽ vào cái thư mục component, chúng ta tạo một cái file mới tên là horizontal scroll view tức là scroll view theo chiều ngang.js. Đấy thì cái file này mình sẽ định nghĩa cái component uh, horizontal scroll view thì trước tiên chúng ta sẽ import các cái thư viện, các cái component đúng không? Có, có scroll view, có text, có view, vân à, vân Và cái component của chúng ta nó là một cái class kế thừa từ à, lớp cha là component. À, trong cái hàm return chúng ta sẽ return ra một cái scroll view và cái scroll view nó sẽ bao bọc các cái view bên trong. Thì trong cái scroll view này mình sẽ add thêm các cái view vào bên trong và bên trong mỗi view thì mình có các cái text đấy. nên trước tiên thì các bạn set cái horizontal tức là cái chiều ngang nó là true, tức là cho phép theo chiều ngang. À, các bạn lấy ra cái screen width tức là cái độ rộng của cái device của chúng ta giống như trong bài trước. đây đây là cái screen width và cái screen height các bạn cũng lấy tương tự, các bạn chấm hai thì ra được cái chiều cao của cái thiết bị, cái cái iphone của chúng ta. À, trước tiên thì chúng ta sẽ insert vào trong cái screen view của chúng ta một cái view Uh, mình sẽ set style cho cái view này, mình sẽ custom cái cái, cái giao diện của cái view này. thì uh, chúng ta có cái màn cái cái màu nền này, có cái flex bằng một này, có nghĩa là cái chiều cao nó sẽ phủ toàn màn hình. cái uh, margin top là cái khoảng uh, uh, trống ở bên trên đỉnh, Đấy. hai cái justify và cái align để center, tức là những cái 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 component con của nó sẽ nằm ở giữa màn hình. Rồi, ở đây thì mình set thêm cái width của nó bằng cái screen width lúc nãy chúng ta vừa mới lấy ra để cho cái 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 view này nó hoàn toàn là toàn màn hình của của device. Đấy, các bạn import cái component này vào, một cách là import horizontal screen view from cái đường dẫn đến đến cái file horizontal screen view. Đấy. Các bạn copy cái tên này paste vào đây. Ok. Đấy, như vậy thì chúng ta đã scroll được rồi. Nhưng đây có một màn hình thôi. Các bạn nhìn thấy cái margin top ở trên 20 pixel đấy. Thì chúng ta muốn là có nhiều view thôi. Chúng ta muốn để uh, 2 3 view cơ để để cho dễ. Thì uh, chúng ta sẽ add thêm một cái text vào bên trong cái view hiện tại của chúng mình. Đấy. Thì cái text này là uh, mình sẽ cho nó một cái nội dung đi. Nội dung của nó là screen 1, screen 1 đúng không? Uh, mình uh, chỉnh sửa cái 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 style của text đi một chút. À, mình thay cái font size to lên một tí là 20. À padding nội dung là 15 pixel. Màu là màu trắng và cho ở giữa. Đấy thì các bạn thấy cái screen một nằm giữa cái màn hình thứ nhất, cái view thứ nhất. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tương tự đối với các cái màn hình tiếp theo. Chúng ta sẽ copy cái view này. À, chúng ta copy cả cái view này và chúng ta paste xuống dưới. Sau đó chúng ta chỉnh sửa, chúng ta thay cái background color đi. À, chúng ta thay cái text đi một chút đúng không? À, trước tiên thì chúng ta có cái view này, đấy và chúng ta sẽ lấy tất cả cái nội dung trên này chúng ta mang xuống, chúng ta làm tương tự, à, thì chúng ta sẽ có được một cái view mới, à, chúng ta có background color là màu khác đi màu tomato đi à, và cái bên trong cái text của chúng ta có nội dung là screen 2 screen 2 đúng không? bây giờ các bạn chạy thì các bạn thấy là mình có thể lật qua lật lại, các bạn có thể scroll qua lại trái phải à, hai cái screen 1 và screen 2 đấy à, chúng ta sẽ làm tương tự đối với screen 3 ở đây chúng ta thêm một view này đấy và chúng ta lại mang cái nội dung của screen 2 ở trên à, nguyên si chúng ta paste xuống sửa đi một chút à, sửa bằng screen 3 và thay màu đi đấy thì chúng ta sẽ có screen 3 à, và cái màu chúng ta thay đổi theo à, đi một chút đấy như vậy chúng ta có 3 màu à, 33 3 screen 123 và mỗi screen chúng ta có một màu bây giờ chúng ta lại thấy rằng là uh, các bạn uh, kéo thì nó nó đang đứng giữa chúng ta muốn là nó lật lật như là ở cái trang sách ấy. thì chúng ta làm thế nào chúng ta thêm cái thuộc tính paging enable tức là cho phép lật trang đấy paging enable là cho phép lật trang đấy thì chúng ta có thể lật như là chúng ta lật một trang sách đấy, kéo một cái nó sẽ sang kéo một cái nó sẽ sang đấy. như chúng ta rửa sách ấy. thì cái này gọi là kiểu paging đấy À, tiếp theo thì các bạn có thể show uh, hiện ra cái uh, indicator tức là một cái 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 thanh nhỏ nhỏ dưới màn hình ấy nó chính là horizontal scroll indicator tức là một cái thanh nhỏ nằm ở dưới màn hình nó cho chúng ta biết là chúng ta đang gạt đấy chúng ta đang scroll qua lại à, tiếp theo chúng ta còn có cái indicator inset cái inset thì nó giống như cái margin tức là nó thêm cái khoảng không vào trước sau trên dưới nhưng cái này chỉ có tác dụng trên ios thôi các bạn nhé trên android không chạy được đâu đấy tức là khi chạy các bạn thấy là đấy nó có sinh ra một cái khoảng không trên dưới trái phải nó giống như là chúng ta margin cho cái indicator, đấy. bây giờ các bạn bật thử android thì các bạn sẽ thấy là nó không có đâu, đấy. không có không chạy trong android. À, trong android chúng ta có scroll indicator nhưng mà từ chúng ta không có uh, indicator inset, các bạn nhớ đấy. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến các cái thuộc tính khác nữa. À, chúng ta có một cái thuộc tính tên là on momentum scroll begin nó là một cái hàm à, cái hàm này nó sẽ làm gì nó sẽ làm khi nó sẽ gọi khi mà chúng ta bắt đầu scroll khi mà tay chúng ta bắt đầu chạm xuống bắt đầu scroll thì nó sẽ gọi cái hàm này thế nên là chúng ta muốn chạy những cái lệnh gì ta lấy data làm việc gì đấy thì chúng ta sẽ nhét nó vào đây khi chúng ta vừa mới bắt đầu scroll đấy. thì ở đây khi bạn vừa mới scroll đấy, begin scrolling đúng không Đấy, các bạn này sang iOS các bạn kéo phát đấy begin scrolling ok đấy, begin scrolling thấy chưa Android cũng thế kéo ngược kéo xuôi đều begin scrolling tức là cứ tay chạm xuống và bắt đầu vuốt là nó sẽ sẽ nhảy vào hàm này đấy, tương tự tương tự chúng ta cũng có một cái hàm khi mà tay chúng ta uh, vuốt xong rồi tức là tay chúng ta vuốt xong rồi chúng ta nhấc lên thì nó sẽ gọi cái hàm uh, scroll end on momentum scroll end đấy chúng ta thử nhá, ta vuốt sang bên trái cái này, chúng ta nhấc tay lên, Đấy. thì chúng ta sẽ thấy là cái cái begin hiện trước và end hiện sau, Đấy, begin end, Đấy, đúng không? khi tay chúng ta nhấc lên là nó sẽ 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 gọi cái hàm end, Đấy. như lại là lúc bắt đầu và lúc kết thúc một cái sự kiện scroll là chúng ta có hai cái hàm này để gọi lúc bắt đầu và lúc kết thúc. À, thế còn cái lúc mà đang scroll thì sao? thì nó sẽ có cái hàm on scroll, tức là khi chúng ta đang vuốt qua vuốt lại thì nó sẽ gọi vào cái hàm này Đấy, thì cái hàm này nó cũng là một cái hàm mũi tên uh, bên trong nhưng nó có một cái thông số đầu vào là cái event cái even này chính là cái đối tượng mà chính là cái scroll view của chúng ta đấy đối tượng mà tay chúng ta bấm xuống đấy uh, các bạn uh, lấy một cái string ra để hiện uh, dữ liệu đi Chúng mà các bạn dùng cái dấu nháy nháy đấy nhá mình uh, chụp màn hình cho bạn xem lại chụp cái bàn phím cho bạn xem đấy. Uh, x thì nó sẽ bằng là chấm even. native chấm even. content offset x Đấy. Thì ở đây XY đây nó chính là tọa độ các cái điểm khi mà tay chúng ta vuốt vào Đấy. Thì uh, khi chúng ta vuốt sang trái thì điểm X nó tăng lên Mà vuốt sang phải thì điểm X nó 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 nó, nó giảm đi Đấy. Thì chúng ta sẽ xem dữ liệu ngay bây giờ sẽ biết này Các bạn console log ra nhé Để chúng ta xem đầu ra như dữ liệu ra Các bạn dùng lệnh console.log Bạn comment hai cái dòng này lại cho nó đỡ hiện ra tối cả mắt Uh, tiếp theo thì chúng ta mở cái debugger ui đấy cái này nó tự tự chạy khi chúng ta start thôi các bạn đớm com an i e. i e là inspector nhá inspector nhá chỉ chỉ điểm chỉ chỉ ra cái cái phần uh, debug đấy khi mà các bạn gạt các bạn thấy nó có hiện mỗi một giá trị đầu tiên thôi đấy, tại sao lại như thế uh, bởi vì chúng ta cần thêm một cái thông số nữa tức là cái thông số này là thông số tên là throt throt đấy tên đầy đủ là scroll even throt có nghĩa là gì? À, có nghĩa là là đưa ra một cái khoảng thời gian để mà để mà bao lâu thì nó thì nó update tọa độ một lần. Thì mình đây lấy 10 có nghĩa là 10 mili Đấy, có nghĩa là khi khi mà tay chúng ta gạt thì không phải là, là nó cứ update liên tục mà nó sẽ 10 mili giây một lần. Đấy các bạn thấy không? Khi bạn uh, gạt đấy. Thì trong cái khoảng thời gian các bạn gạt đấy thì có biết bao nhiêu cái khoảng 10 mili nhỉ? Đấy thì nó sẽ lấy ra đúng không? dữ liệu. Đấy. Ok. À, như vậy cái bài hôm nay đã giới thiệu xong với các bạn về cái horizontal scroll view. Thì à, các bạn có thể subscribe kênh của mình để xem thêm các video khác hoặc là à, download code trên GitHub về.